chanh này ra nhiều quả đây, để cho chị Nhi uống mỗi lần là thi đấu cờ vua đây. Hôm nay là chị Nhi vừa giành cúp cờ vua thế giới rồi. Đấy, lại có cả hoa đẹp nữa này, trời ơi, hoa đẹp này mừng chị Nhi đây mà. Hoa này là rất dễ sống lắm. Xin các cô tỉa cây đem về trồng là nó là ra dễ này, ra dễ, rất dễ sống này. Và dễ xong rồi là cắm vào bể cá để cho nó hút chất bẩn, cho cá nó khỏe. Ui, chiếc chè nó thay gớm gì đây.